Hai các bạn nha, ngày hôm trước thì mình có trải nghiệm cái phô mai hun khói này và có nhiều bạn comment là ấy, cái phô mai này mình phải chấm với sữa ông thọ thì mới ngon. Cho nên là ấy, hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái phô mai hun khói này chấm kết hợp với lại sữa ông thọ nha mọi người. Mời các bạn nha. Mặc dù mình cho rất là nhiều sữa rồi nhưng mà mình cảm giác nó vẫn mặn mọi người ạ. Ok các bạn nha, như vậy là mình vừa trải nghiệm xong cái phô mai hun khói chấm với lại sữa ông thọ. Về cơ bản thì mình vẫn thấy cái vị mặn ở trong này nó rất là mặn luôn. Và khi mà chấm với sữa ấy, thì nó chỉ giảm được cái độ mặn đi một chút xíu thôi. Còn khi mà mình ăn vào bên trong ấy, thì nó vẫn mặn như bình thường. Và mình nghĩ cái này thì vẫn phải xé nhỏ ra hoặc là chế biến thành các cái món ăn gì đó. Chứ còn ăn trực tiếp như này thì mình thấy cực kỳ là mặn nha.